Hello, xin chào mọi người đã trở lại với channel của mình ha. Và mình là Oanh đây. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục với Minecraft. Thì bạn là fan của Oanh đừng quên, đó chính là trước khi xem video này đừng quên, đó chính là để lại một like cũng như là một subscribe ủng hộ cho Oanh. Và những bạn nào mà mới tới vừa lỡ và ghé qua channel của mình mà thích về Minecraft thì đừng quên là bấm nút subscribe và bấm vào chọn và thông báo cho tất cả từ kênh của mình, thì các bạn tập sau có thể theo dõi mình tiếp ha. Hứa hẹn gặp sau sẽ có Minecraft rồng rất là bá đạo luôn. Được rồi, thì mọi người đừng quên like ủng hộ cho Oanh nha. Hello, chào mọi người, Yeti tới đây. Núp Yeti tới đây. Yeti thôi, Yeti không có núp. Mọi người nhớ nhấn like ủng hộ cho kênh của Oanh nha. Và nhớ share video nữa nếu như mọi người thích video này nha. Đừng quên đó chính là like, share thật nhiều để ủng hộ, đó là tinh thần của mình rất là nhiều. Còn bạn nào mà yêu quý hơn, rất là thương mình luôn á, thì có thể ha xem từ 3 đến 4 giây quảng cáo thôi. Thì đó là ủng hộ cho bọn mình. Có bị tơ mang rồi, được rồi, bây giờ thì chúng ta bắt đầu thôi, let's go. Trời sáng rồi, bây giờ không có gì ăn hết. Chết tôi rồi, tôi không còn có gì ăn hết. Ủa, bên kia có cái vụ gì vui ta? Thôi tí nữa qua coi sao, nhưng giờ đi kiếm đồ ăn. Trời ơi, cái rương của Oanh giờ cũng còn có một viên kim cương thì ăn được không? Bỏ chứ cầm, dạ gãy răng. Không được rồi, không được rồi. May quá, còn mấy cục thịt ăn cũng đỡ. Nhưng mà hết 10 cục thịt này, hết kim cương. Thôi đi đào gỗ ăn, ê lộn, đi chặt gỗ, kiếm táo thôi. Bọn núp đầu sáng nhưng mà nó quá, nó kêu mình ra là mình ngủ. Chứ trời, chứ chật mới dậy luôn. Đó, chặt này bèo chi không? Tí nữa táo sẽ rụng xuống. Tí nữa qua kia coi vụ gì để giờ qua kiếm con núp cái đã. Không biết con núp sáng nữa làm trời mà nó không có kêu mình. Chắc là nó có trì chơi mới rồi, không rủ mình nè. Trời ơi, con này nay nó sống. Ui, nuôi hạt nữa. Trời ơi, cuộc sống vua chúa. Trời ơi, chết rồi, được. Trời ơi, nó sống cuộc sống vua chúa kìa, mọi người thấy không? Trời đất ơi, trời đất ơi. Trời ơi, gà nhỉ. Ê, làm gì vậy? Ăn thịt gà nướng. Ê, mày làm gì vậy? Làm gì quýnh tao? Trời, cái ghế của tao mày qua mày ngồi ngon lành vậy? Ủa, ai cho sẵn tao mày qua ngồi? Cái màu này màu của tao nè. Mày xây kia tao, nếp tao đâu cần đâu. Trời ơi. Tao có xây cho mày đâu, của tao á, tao ngồi mình tao nè. Cuộc sống vua chúa, có tao. Đồ ăn nữa kìa. Mày sắm đâu ra cái khu vườn đỉnh của mấy chục. Cái nhà tao giàu không? Tao có đồ ăn nè, đãi mày ăn luôn nè, ghê không? Đây mày đâu mày làm giàu à? Kim cương mày đâu hết rồi, chẳng lẽ đừng nói mày xài nè. Một đống kim cương mấy cái giải lần trước giờ mày mua mới hết mấy này rồi nha. Có gì đâu, mình sống mình phải tiêu xài đi chứ. Ừ, kim cương để đó xài. Mình đâu ăn được đâu. Mày lấy cục kim cương mày ăn được không? Tao lấy kim cương tao đổi thịt hết rồi. Ừ rồi, xong luôn. Tao qua mày lấy thịt của tao đã. Chịu làm việc đã đời rồi, giờ lấy kim cương. Lấy kim cương đi đổi thịt hết rồi. Yeti không làm việc lấy gì có kim cương qua anh tạo. Giờ mày còn chiên nào không? Giờ tao hỏi mày còn chiên nào không? Tao hả? Tao đổi thịt hết rồi. Rồi xong luôn, hình như là mình mới thấy cái vụ gì đang ông này đang bán hàng bên đây nè các bạn. Ủa đi đâu à? Không ngồi ngắm cảnh hả? Trời, tao có hạt, có dịch tùm lum bên nè. Thôi kệ mình đi, tao đi qua đây tao coi cái vụ gì mới ở bên đây lắm nè. Có gì vậy? Ui, cái này nhìn mới tao. Ui, có hình Batman nữa kìa. Ê mà chắc này nè, banner các bạn. Banner quảng cáo. Ui, cái cây này là cây có cái này như là cái rương vậy các bạn, có thể bỏ đồ được luôn nè. Thôi, tự nhiên bỏ đồ vô cây, nghe nguy. Cái gì đây? Ủa? Cái lỗ gì ghê hả? Ê, sao mày cái không... lỗi gì sao mày không ở nhà hưởng thụ đi, mày qua đây chi nấp. Trời ơi, này thì thấy đồ mới lạ mới qua. Đồ mới lạ thì tao phải qua tao coi chứ. Ui, bên đây còn nữa, còn em nè. Ủa nè, ý còn cái này nữa nè, để đồ nè. Ý, trong đây có gì nè nấp ơi, trong đây có gì nè. Có gì nè, trong đây thật cái trong hơn cây này có đồ nè. Ui, ủa ông bán thuốc cân nè. Ủa bữa nay ông có là đang chơi nữa hả? À coi chừng cũng có gì vậy qua. Ở trong cái cây này có đồ nè nấp, thấy không? Thấy cái không cái gì vậy? Đó là khói gỗ. Ui, mày... khói gỗ làm gì? Để làm gì? Này, làm mày tôi để giữa nhà này cho mày luôn á. Ê, này của nhà. Ui, hôm nay ông này ông bán không cưng. Bán cái gì vậy? Cái gì đây? Ngựa huyền thoại, ngựa hủy diệt, ngựa bình minh. Ôi trời, ngựa bảo vệ, ngựa bán bằng kim cương mày ơi. Ui, ông... kim cương tao mới xài hết trơn rồi. Ê, vậy tao còn có một chiếc kim cương. Ê, ông chú bán bằng cái khác đi, kim cương mới xài hết rồi. Ê, yeah, tao mua được rồi. Mua được gì vậy? Tao mua được cái chuồng ngựa. Mày mua chuồng ngựa làm gì? Tao đập hết, tao đập hết. Ê, mày ăn cắp của tao chứ gì? Ừ, lựa được hai cái. Ê, các bạn ơi,
Ê, hình như là máy tay bu Mày này. tự nhiên mày lấy kim cương mày đi hút cái chuồng ngựa làm gì vậy? Nó có một kim cương à, con này 10 kim cương lận. Ê, giờ mình phải đi làm việc kiếm tiền mua hỏi nấp ơi, lẹ lên. Thôi, tao phải đi làm việc lẹ thôi các bạn ơi. Hôm nay Quang sẽ đi làm việc, Quang mua những con ngựa đó cho mọi Trời người xem. ơi, vậy tôi mới xài hết Thấy kim chưa, thấy cương chưa? luôn. Thôi đi về cái khu nghỉ dưỡng resort 5 sao của mày mày chơi đi. Thôi tao đi làm việc, tao kiếm tiền đi. Trời ơi, vậy tôi mới lấy kim cương đi mua hết cái Ê, resort ông luôn này rồi. đang... À, may quá các bạn ơi, hôm nay là cái vụ mùa người ta tới thu hoạch mà nhưng cái vườn mình hồi bữa giờ không chịu làm thấy chưa. Trời ơi, đi mua đồ chơi nè, đi mua đồ chơi. Ủa, đồ ăn quá trời kìa, em mua đồ ăn ăn đi. Cái này là ổng bán đó, ổng thu mua mày thấy không, ổng thu được mua được mấy rương rồi Vậy là nè. ổng mua hay ổng bán? À, ổng mua hả? Mùi táo xanh được cũng bán. Người Ê, buôn nông sản. Vừa mua vừa bán, mua một bán 10 đó, kiểu vậy đó. Để coi ổng bán đi. Ui, ổng này mua ổng giá. Này khùng mày. Mùi 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 trích mười mười củ khoai tây được một cục kim cương rồi mày. Trời ơi, cha này chắc dân buôn kim cương mà mày thấy không? Những cái rương đồ này là kim cương, này là kim cương tự cương chế cho hay mày sao? Á, hả? Wow, kim Ê, cương cho mày mày nhớ á. không? Ông này bán đồ rẻ hơn mấy cha dân làng mình mày. Đây nè. Ê, nó nghe nè mày, nghe nè. Ông trong hũ có kim cương á, trong trong rương có kim cương á mày. Đào 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 dẫn đi không? Thôi mà không được ăn cắp. Cái này là xấu lắm, không được ăn cắp của người ta, mình phải tự lực. Quá đầu. Như thế nè, chỉ bại nè, không được, tụi mình phải làm. Tao có nói gì đâu, tự nhiên mày suy nghĩ. Ừ, mày cái trong rương ống kim cương mày làm tao nổi lòng tham lên, nhưng mà thôi tao không có đâu. Đây nè, mày thấy không, dân làng của mình nè các bạn, nhìn nè, ông này cố không bán đồ đó các bạn thấy không. Hai mỗi lúa mới được cục emerald, không mà emerald hiếm thiệt, không tính không sao, thấy chưa, cũng bán. Ông có bán kim cương đâu mấy ông dân làng mình, có bán kim cương đâu. Ông này không bán vậy hả? Bán dân làng á, bán dân làng đó làm chưa, bán giá cũng phải chăng lắm thấy chưa. Đó nên là 10 cái cục kia là khá là đơn giản. Ok này, à đúng là cái hòm xương của mình hay để nè. Ok, giờ lấy xương hết đi. Bây giờ chúng ta lấy ra bột xương trước. Bây giờ mình đi qua đây đào. Mày đào gì đó? Tao đi đào kêu qua này cà rốt. Thôi bây giờ được rồi, để tao đi bón phân cho cái vườn, cái vựa lúa của mình rồi mình thu hoạch hết luôn nè. Không thể chờ đợi mà nó tới mùa thu hoạch nè các bạn. Nếu mà tới mùa thu hoạch cái ông bán ngựa ông đi mất tiêu. Tao đi thu hoạch ở vòng vòng làng. Ủa mày đang làm gì vậy? À mày đi bón phân ê, hả? Ông đi ra, ông đi ra. Ê, trời ê, này, các ê, bạn ê, biết ê, các ê, bạn ê, biết ê. Dùng làm gì đó. Này thì nhớ bán ổn lại đồ luôn. Mắc nè, bán đồ mắc nè. Rồi rồi rồi, ăn chậm đồ. Đi tới đây đi. Nhớ ổn lại đi. Luôn quan. Tao nhớ ổn lại luôn. Đi chỗ khác chơi cho tôi đó, vô để cấp đồ đi trời, cho vô cho lượm đồ của mình như thiệt á. Mày chồng nó đi, tao đi thu hoạch hết làng mình luôn. Thu hoạch hết đi, cần chỗ nào nó chính là thu hoạch hết đi, còn quanh thì quanh sẽ bón bên đây cho nó thua. Ông này mà vô đi nha, ông nhìn đi nha, ông mà vô đi ông thấy cảnh với tôi luôn á. Tôi tao không có gì, tôi có cái rìu mày. Rất là to. Ông có gì? Tôi có trái tim nè. Còn ông có gì? Quanh nhiều, quanh có một cây cuốc. Ok, được rồi, thu hoạch thôi. Nó này rất là nhiều lúa với lại nông sản các bạn. Mình sẽ thu hoạch, mình sẽ làm việc chăm chỉ chứ không phải là nghe đúng như tay kỹ mày là đi vô ăn cắp. Trong khi... Không có chỉ luôn á, quan xạo xạo đi. Mày chưa chỉ nhưng mà mày có ý định đúng không? Không thì tao nói là trong rương không để kim cương thôi, mình phải đi làm mình mua. Mà có ông thiệt không á, mày nói cái từ tao làm biến làm rồi đó. Trong rương, ông để kim cương trong rương chứ rồi để đâu, ông bán cho mình mà. Thôi, không nên lục, không nên lục lọi đồ của người khác các bạn. Đó là một cái thói... Ý, ông này được nha, tôi thích ông rồi đó. Ông chồng hả? Ừ, ông chồng lại. Cái gì? Được rồi đó. Học cỏ không rồi sao? Trời, lúa cũng được mà. Ui da, con người Ripper. Rồi, vậy là nổi nhà tôi rồi đấy. Rồi ê, 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 ông được cái như ông chồng nhưng mà ông không thu hoạch đâu. Ông chồng thôi nhưng ông không thu hoạch đó nha. Mày khôn quá ha, mày lợi dụng người ta. Thấy chưa, các bạn thấy không? Mình vừa bón lên cái cây, ông vô ông hốp liền luôn. Cha này ghê thiệt chứ. Để với tôi qua với tôi canh cho. Rồi nè, đó tôi... Ê mày, tao đi thu hoạch nãy giờ tao được 64 củ khoai tây rồi. Trời ơi, tao quá trời đồ luôn nè. Ông nhớ là ông làm từ từ nha, ông đừng có lượm nha. Ê, ông lượm cái mưa. Thôi, để thôi, tao thôi. Chặt cho, tao chặt phụ cho. Cha dân làng này đi qua. Đi qua coi mua được gì rồi. Tao qua coi coi. Ê, đừng có mua, để dành đi, tí mua lần luôn. Rồi, tao được 2 sợi tắc khoai tây luôn nè. Trời ơi, tao được gần 1 sợi tắc cà rốt nè. Ở tính ra rồi, khoai tây tao nhiều lắm, mày đừng có trồng khoai tây nữa. Để tao coi tao đổi được bao nhiêu cục. Ê, ông trồng nhiều loại lắm luôn lúc. Ý, cha này đi ra, thôi, không chơi nữa. Ông đi ra luôn đi. Đi ra luôn đi. Chán ghê các bạn. Mình là canh mình lượm đua chứ không lượm lạc các bạn. Cà rốt nè, đấy, cà rốt. Trời,
không mua lần được nhiều cục hết mày. Mua từng cái, từng cái. Từng cái chứ sao giờ? 64 cái được 6 viên kim cương chứ mày. Bây giờ mày qua mày phụ làm việc nè, nó tao được 18 viên kim cương rồi nè. Ờ, mày khôn lắm, mày đâu có làm việc đâu, mày đi tàn là thu hoạch. Cái cây nó chín rồi không mà còn tao làm. Thí mồ luôn nè. Yeah, tí vậy tao cho. Giờ hả, giờ bán 5 loại kim, 5 loại ngựa hả? Thì mình sẽ kiếm 50 viên kim cương là mình sẽ đủ rồi. Tụi mình sẽ chia nhau ra, tao có chuồng ngựa rồi, công lớn nhất luôn. Trời, mày đi trồng lúa nữa. Một cái lúa cũng được mà. Lúa thu hoạch được có lẫn con cái à. Ủa vậy hả? Ừ. Thế rồi trồng cái khác. Trồng lúa lỗ lắm. Trồng lúa là để ăn có lương thực thôi. Trồng lúa là lỗ nhất luôn chứ trời ơi, được 2 cái. Con cái này phải không? Tao đo được 2 cái. Nè, có một bó chứ nè. Khoai tây được mấy cái? Khoai tây được 3 cái luôn á. Tính ra khoai tây là dễ nhất á. Bây giờ mà qua trồng khoai tây cho JT coi nha. Coi vụ mùa ai là đạt được nhiều nhất nha. Đó, bây giờ mình... Tao đi bón phân cho. Ủa, đâu rồi? Cái gì phân bón hết rồi? Nè nè, phân bón nè, qua lấy nè. Rồi nha. Bên kia trồng cái gì á? Hỏi không muốn thôi. Có khoai tây, cà rốt tùm lum hết á. Rồi đi bón cho tao. Rồi để tao bón bên đây nha. Đó, ok, mình sẽ làm bên đây, khu bên đây nè. Rồi. Thấy chưa, thấy chưa? Các bạn thấy không? Một lúc có khi được 4 trái khoai tây luôn nè. Ui, đã vậy. Thấy chưa, khoai tây là dễ trồng nhất luôn và dễ thu hoạch, tại vì khoai tây nó là... Nãy giờ tao thu hoạch khoai tây quá trời quá đó. Rồi giờ qua bón cho JT, lộn, qua trồng hạt giống JT đi bón vô nha. Ê, ông nữa, thôi. Nữa hả? Ông làm cái gì vậy? Ông trồng cái gì vậy? Đi không? Ông đi không? Ông chặt cây lúa hay sao mày ơi? Đi không? Ông đi không? Ông vô đây đi. Vô đây, vô đây. Không, đi vô khác. Không mày, cho ông trồng á, ông trồng á, mình cái mình được, mình đỡ, tôi mất cái hạt giống, phải không? Nhưng mà mày khùng quá, ông thấy cái nào chín trước là ông lượm luôn à. Nãy giờ ông lượm tao quá trời nè, nên tao được ít đồ nè. Thế là hết phân bón rồi. Nè, quá trời luôn nè. Nhanh lên, gần hết xương rồi đó. Ê, sao mày ly lượm hoài vậy? Nếu tao bón được để dành tao lượm mày lượm hoài á. Cho mày. Tao lượm mày lượm vậy vậy? Tao lượm thấy lượm khoái tay hả mày ơi? Mệt đảo quá. Thôi luôn, giờ tao không bón nữa. Mệt quá rồi. Đó. Tao phân bón đây, tao bón nha. Mày bón đây, tao đi lượm cho. Trời ơi, chồng hồi, nãy giờ hả, mấy giờ tắt khoai tây luôn mà cuối cùng là đi đạp sướng tay quá, núp nó lượm hết luôn á các bạn, núp núp gian manh thiệt luôn. Tí tao cũng cho mày thôi, nhưng mà đi đạp sướng tay hơn thôi. Không, mày giờ mày phải đi bón nên mày không được đạp, khi tao đạp. Trời, thấy chưa, chậm một tí là quá trời khoai tây luôn, đưa xương thì không chịu nha. Đó, cho mẹ đi đập đi cho sướng tay luôn. Trời ơi, mới có mấy bụi bắt tôi đi đập. Tôi làm để tôi làm một phát là tôi thu hoạch 2-3 hàng. Cuối cùng mới được có một hàng, mới nó đập hết rồi. Cái nông dân làm, cái nông dân làm vô thu hoạch hết giờ. Nãy mình ráng mà làm 2-3 hàng nó cũng núp bây giờ vô đập hết luôn mày đập cái này tôi đập mày luôn á. Biết được cho mày cái gì đâu. Cứ chọ cái đầu mày. Tao thích tự thu hoạch hơn thôi. Rồi mới thu hoạch cái chưa? Được 2 sợi tắc liền các bạn thấy không? Mỏi tay. Hết phân bón rồi. Đưa thì không chịu nhặt, cứ kêu hết phân bón nãy giờ tao nghe chắc chục lần luôn á. Rồi hết luôn rồi á. Phải làm một bữa farm skeleton lại các bạn. Mày vô cái hang quái vật ngay chỗ kia kìa, quá trời luôn. Tao mới đi đó, con creeper nổ tao muốn té khói. Trời, tao không đi đâu, giờ tao đang chăm chú làm việc thôi. À, tao biết rồi, mày thu hoạch lúa nó ra cái hạt giống kia mà, cho nên là nó được có một bó lúa là phải rồi. Khoai tây mày, cũng vậy thôi. Mày trồng khoai tây mày mất một củ khoai tây để mày trồng lại rồi. Nhưng mà nó sướng hơn, mày khùng quá. Khoai tây nó khi nó ra được 4 cái khoai tây lận. 4 tới 3 luôn. Thì không. Ừ, không tin thật, tôi thử chặt một cây đi. Có khi 2 ra 2 củ, 3 củ. Đó, 3 củ là lời hơn lúa chứ, lúa có khi được có 1 cái à, còn cái khoai tây lúc nào cũng được 2 tới 3, không, 3 củ, 3 khoai tây. Nè, 2 khoai tây. Thì lúa nhiều khi cũng được 3 cái vậy. Nè, 55 nè, 7 nè, đó. Ủa, 57, 60 luôn nè, đó, cái này 4 nè, cái này 4 nè, 64 hết chưa. Nên tỷ lệ khoai tây nhiều hơn cái kia rất là nhiều. Ê, nãy giờ được 3 stack khoai tây nè, để trồng lại một hàng đi, để đi qua trao đổi coi. Rồi, làm quá trời luôn, không biết được nhiêu rồi. 1
nãy giờ giờ tì thấy giờ tì cũng 18 không có được kim cương. 19 là 27 viên kim cương rồi. 27 là 32 viên kim cương rồi nó bơi. Tao được 32 viên rồi, mày được nhiêu rồi? Đi qua đổi đi. Đi qua tao đổi được đi. 20 mấy viên rồi. Thế đủ rồi, 50 viên đủ rồi. Đây đây. Nhanh lên nhanh lên. Đi đổi nữa không? Đi đổi đưa kim mà. Cương đây, đưa kim cương đây. Thì đổi hết đi, thì cứ đổi hết đi là mình. Rồi 54 rồi, đi qua đổi. Ý. Ông dân làng hay chưa? Ông Dũng ăn cắp lúa rồi. Họ chọm luôn. Lúa. Họ chọm đi, chọm đi, chọm đi, chọm đi. Còn quay đầu lại nữa chứ. Thì tao phải lấy chứ, ông ăn cắp cũng mình. Tao mấy giờ rồi, đổi đi, đổi hết kim cương đi. Được có mấy viên rồi, như thế còn đổi được có mấy viên à. Hết rồi, được rồi. Được mấy viên? Có 3 viên à. Vậy là cho mua hết cụ. Trơn rồi. Vậy là mua dụng cụ thôi, được rồi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi qua đổi thôi các bạn ơi. Trời, làm cực lực nãy giờ vậy mà được có 54 viên à. Tính ra đi đào có khi còn hơn đua, hơn. Đua, tao mày đua không? Đua ai chạy nhanh hơn? Chắc chắn là tao chạy nhanh hơn rồi. Tao chạy nhanh hơn cái chắc rồi, tao tới trước rồi, lêu lêu. Ủa, tao thấy mày đâu? Đó, mày lại tao quay đầu lại. Tự nhiên mày xuống nước gì vậy? Mày nhảy nước gì vậy? Cái cung hóa mày quýnh tao gì vậy? Ok, các bạn bây giờ nè. Một con nè, hai con vịt nè, ba con vịt nè, bốn con vịt nè, năm con vịt xẻ hai cái cánh nó theo rằng cắp 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 cắp. Ê, mua gì mày? À, mua móng chân nha. Móng ngựa nè. Ờ, mua móng ngựa nè. Tao mua ba cái móng ngựa. Ờ, mày mua ba cái móng ngựa đi, tao mua một cái đầu này nè. Một cái obsidian nè, một cái emerald nè, còn một kim cương nữa. Mày mua ba móng ngựa chưa? Tao mua lộn hai cái cùng một loại rồi. Rồi, giỏi luôn. Mày đọc coi, mày chưa mua cái nào vậy? Chưa mua cái... Tao chưa mua cái gì nè, Horseshoe of Power này. Chưa mua cái Power. Rồi, rồi tao hết kim cương luôn rồi đó. Ok. Được rồi, bây giờ hả? Để, đi ra giữa sân các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đặt ra những cái này. Nè, hãy chơi một viên kim cương của mình cũng có lợi ích. Thế giờ đó chính là mua được cái hàng rào xịn sò đó. Bây giờ chúng ta sẽ đặt ra thôi. Một cái hàng đầu ngựa nè. Đấy, thấy chưa? Có cửa không? Không biết nữa, không thấy cửa đâu hết. À, đi đào mấy cục gỗ để làm cửa đi. Vậy chứ thì đi đào mấy cục gỗ làm cửa thôi. Mình làm này chi với bạn chứ không? Để là tránh trường hợp mà con ngựa nó chạy các bạn. Bỏ tiền ra mua quá trời luôn mà nó chạy thì mất rất là ổn. Đó, nên là thành ra xây cái này vô. Đó. Ấy da, rồi xong luôn. Ok chưa? Ôi, chuồng ngựa bự thế. Rồi, đó, vậy đi. Ok luôn, nhìn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Nhìn nè, đẹp chưa? Nấp, mày làm cái cửa vô đi nấp. Cái này có cái cửa mà. Nè. Có cái cửa mà tao quên cái cửa làm sao rồi. Mà nhưng ổng không có bán cửa, ổng bán cái hàng rào không mà. Không biết cái cửa này lắp được không mày? Được chứ. Đó. Ừ, tuyệt vời. Rồi, ok. Bây giờ hả, chúng ta sẽ thử. À, với tí chọn hơn gì nè, có huyền thoại nè. Để cho như tí cửa nào đẹp đẹp đi. Cho như tí bình minh với bảo vệ nè. Rồi. Ngựa bình minh hả? Được. Rồi, ok, qua sẽ chọn ngựa bảo vệ. Ngựa bình minh trước đi. Ê. Ê, con này ngựa gì á? Ôi, con ngựa này ngựa gì á? Ngựa huyền thoại, mythical healer. Ui, hỏi cho như tí con đó đi. Bay được không? Ôi, con này bay được nó bơ, con này bay được. Ôi, vậy thì con đó đi, nó ra hoa quá trời kìa. Con BD này cho mày á. Để tao chở con ngựa bảo vệ cho mày nha. Ê, nó tạo ra mấy con thỏ kìa. Ê, con ngựa bảo vệ, cái chân cục mày ơi. Ủa gì kì á? Chân mập chứ mấy chân cục. Ngựa bảo vệ, cụ bắp quá. Ok, được rồi, để đây. Rồi. Tiếp. À, ngựa của GT, tao đi cho nó ra hoa đây. Chết rồi. Tai họa rồi, con nước nó sẽ cấy nguyên cái khu vực này là hoa hết luôn. Chết cha, tự nhiên nhảy xuống kia trời. Con gì đây, ngựa ác mộng hả, con ngựa hủy diệt hả? Rồi, sao ra thỏi, gì vậy? Ê, mày cái bạn con ngựa hủy diệt phá hoa. Con ngựa hủy diệt phá hoa. Thôi, đừng. Yeah. Ui. Nó hóa luôn cái hàng rào rồi chứ ở đó. Con này bự quá các bạn ơi, con ngựa bự quá. Thôi, còn một con nữa thì cho ra mới được. Ngựa bình minh. Đâu, ngựa bình minh đâu. Ê, làm cái chuồng này nó bơi, ngựa đi tùm lum hết rồi. Tao có bỏ đi đâu. Hoa nhiều quá. Ê, con này thôi, đừng có phá hoa. Con này bay đảo các bạn ơi, nhìn nào. Ê, có ngựa bình minh nè mày. Qua, ngựa bình minh nè. Đâu.
Ôi con người Bình Minh đẹp quá vậy. Bình Minh mà phải đẹp chứ. À đúng rồi, cái màu Bình Minh kìa các bạn thấy không? Cái màu mặt trời mới lên. Ê, con ngựa bảo vệ mình tới gần nó được hồi máu và được bảo vệ kìa. Wow, con ngựa bự chảng luôn. Thôi nhưng mà Giang Tiên vẫn thích con ngựa hoa. Ủa, hoa quá trời luôn mà ngựa đâu? Còn một con ngựa đó nè. Con ngựa này con ngựa bóng tối nè. Ngựa ác mộng. Ê, con này phải thuần phục. Gì cái vậy? Ở cháy nhà, cháy nhà, cháy nhà, cháy nhà, cháy nhà. Rồi, cháy nhà qua luôn. Không phá được lửa này của nó, tiêu rồi, tiêu rồi. Rồi, tiêu rồi. Tiêu quanh rồi. Ê, thuần phục rồi nè. Ê, rồi, rồi, luôn, ngựa ác mộng. Cháy nhà tao rồi. Đúng là ác mộng thiệt. Không có dập được, lửa nó không đúng dập là được. Ác mộng thật sự rồi. Cái bạn lửa này không dập được. Ác mộng thật sự rồi. Lửa này lửa của Hồng Hà Nhi Na Cha rồi. Rồi xong luôn. Rồi xong luôn. Ok. Ê, bé ngựa đi ra bé ngựa. Để mình bỏ cái yên cho nó đâu rồi, mấy cái yên rồi đâu rồi ta. Đây nè, giáp ngựa nè. Hoa quá trời luôn. Yeah, Giang thích thích con ngựa này rồi đó. Ngựa ác mộng, đúng là ác mộng thiệt sự luôn. Trời ơi, cuối cùng thì trời các bạn nhìn kìa. Nó làm cháy bà mất cái nhà. Ui, cái nhà mình hoàn thật, đâu bị cháy đâu. Ủa sao kỳ vậy? Ghê vậy hả? Đâu có cháy đâu. Ê, nó cháy nó tự tắt kìa. Ê, mày đừng làm cháy nữa khu đó mày ơi. Trời ơi, con chừng cổ là cháy đó. Đừng. Ê, đâu rồi đâu, bỏ cái yên. Đi khắp làng. Ok rồi, đây nè, nhìn nè. Chạy đi con ơi. Bây giờ các bạn nhìn nè, con này cháy. Quang thấy làng mình đẹp chưa? Trời ơi, trời gì vậy? Quang, cháy hết hoa rồi. Đúng rồi, cháy hoa, cháy hết đi con. Ôi các bạn ơi, nhìn con ngựa này dữ quá. Ôi mà nhưng mà bây giờ mình bỏ cái win cho nó bay nè. Trời ơi, các bạn thấy con ngựa này không? Nó làm lửa cầu vồng lên trời luôn kìa. Đâm. Ui. Cái chân của nó ra lửa hay sao? Tao cho hoa mọc nóc nhà mày luôn. Đâu có được, hoa chỉ mọc dưới đất được thôi. Bay lên. Các bạn thấy không? Con này con ngựa ác mộng. Để mình bỏ cái kia cho nó coi. Ui, ông bán. Ui, nó có sừng này, bỏ sừng kim cương cho nó được. Bán nông sản mua hoa không? Ê, núp ơi. Ông có mua hoa. Tao bỏ sừng kim cương cho nó được nè, núp ơi. Bà bỏ cho Giê Tây ơi. Giáp Emerald. Có cái gì không cho Giê Tây ơi? Ui, ghê quá các bạn ơi. Ôi. Mày cưỡi cái con ngựa nó đi vòng vòng, lửa tùm lum. Ui, con này ghê thì các bạn nhìn kìa. Gắn sừng của nó. Ê, để mình lấy đồ lại coi. Bỏ. Đúng là con ngựa này ghê thì lấy đồ ra cũng bị đứng luôn. Bây giờ hả? Mình sẽ cho con này coi. Cái con này từ đập có yên ta. Wow, gắn cái sừng kim cương cái con này. Wow. Ôi. Ê, nó có cái gì trên đầu nó kìa. Ôi, gắn cái gì nó lên đầu vui ta. Ủa, cái gì vậy? Nó hút hả? Nó hút hả? Ê, cái này nhìn vui quá. Không biết cái đó là cái gì nữa. Áo giáp Emerald cho nó luôn. Rồi áo giáp Obsidian. Ê, cho mẹ giáp Emerald nó. Lợi mấy lợi. Giáp đen xì. Mặc cái áo giáp đen xì. Ê, con này phá lửa được nè. Phá lửa luôn hả? Ôi, con này bay được, con này bay dễ luôn á. Yeah, các bạn nhìn nè. Wow. Vậy thì cũng bay được. Ôi, con của anh bay đẹp quá vậy. Đâu? Đẹp lắm luôn. Con của anh bự quá, anh không thấy đường luôn á. Vậy thì bay con này thử coi gì thì, anh không thấy đường. Nó bự quá à. Tao xuống đây. Vậy thì bay con nó đi, anh bay con này nè. Các bạn hãy bình chọn coi các bạn thích con ngựa nào nhất nha. Chứ mình là mình thích cái con Detroit với là con này nè. Nè, con Duty bay nè. Bay đi coi. Ui, con này cũng bay đẹp quá nấp. Nè, con nè. Ui, con nó bay đẹp ghê á. Nó dang cánh rộng cản luôn. Cái con Detroit bay đẹp quá các bạn ơi. Thấy không, đẹp ghê luôn á. Ui, con này đẹp quá à. Hút dây tay rớt mà, Ô, nãy có con ngựa Bình Minh hả? Không có con ngựa Hoàng Hôn hả? Không có đâu. Em hút rớt cái tiền rồi. Thôi nha, thôi. Trời ơi, cái con ngựa lửa lửa của mày nó vẫn còn đốt nhà kìa kìa. Ôi, các bạn nhìn đẹp không? Con này đẹp không? Con này con Bình Minh cũng đẹp quá các bạn ha. Nhìn cái ánh mặt trời sau lưng cánh của nó kìa. Nhìn đúng đã luôn, còn nút gì tiền con. Cái con kia đúng đẹp luôn, với lại con ngựa gì nó con. Nó giống cái con Bitanodon. Con giống con rồng, không phải.
khủng long. Đây nè, con này cũng đẹp nè, con này là con mythical. Mythical có nghĩa là huyền thoại các bạn. Ê, nó có phá được cái huyền nhà thoại hay thần thoại á? Ê, nó không phá được phá được nhà. Ơi, nó ơi, mày lại chơi trò phá nhà nữa hả? Không phá được nhà đâu. Thần nhà này phá được. Con này cho phá được. Lại xuống đi nữa, mày nó xuống đi. Mày lại mày xuống không? Mày xuống dưới. Phá nhà. Mày, ui. Ủa, lên lên lại lên lại. Mày xuống. Mẹ cha đâu rồi? Con núp đê tiện. Phá nhà quá rồi. Đi lấy con này đốt nhà đi luôn. Con này đốt không được. Nó đá chân lên là nó phá nhà đó. Đi vô nhà núp đi chơi. Làm gì vậy? Không có cháy được đâu. Để một hồi đốt càng lâu nó càng cháy à. Nhưng mà giờ Yeti chỉ biết là nhà của anh nát rồi. Yeti thật là đê tiện. Nát nhà của anh rồi, chúc mừng qua. Ôi bể cửa nè, đốt cháy cửa nè. Hả? Ôi đừng cháy. Không có đừng đâu. Mày đốt, mày chơi phá người ta, tao phải cho cháy nha mày. Chết rồi, cháy thiệt hả? Cháy rồi chứ sao? Cháy đâu? Mày quay nó xuống cửa nè. Mày hả bữa, mày đốt cháy thì cháy nha. Cháy đến ra. Mày hả bụi? Phá nhà tao rồi nó tao phá luôn cái khu resort 5 sao mày luôn. Gì resort á? Sao có gì tiền tốn nhiều tiền lắm á quá. Phá luôn nè, 5 sao nè, tốn 9 tiền. Sao nè, 11 sao nè, 12 sao nè, nhà 2 tầng nè, 4 tầng nè, 9 tầng nè. Thôi được rồi các bạn ơi, chắc là video đến tới đây là kết thúc rồi. Phá quá trời phá luôn. Các bạn thích con người nào nhớ để lại bình luận bên dưới nha. Và bây giờ thì chào tạm biệt mọi người. Bye bye.